một pha phát bóng không quá lớn. Điểm 1-0. Một pha bắt bách gãy của Tem cho mấy các bạn. Điểm 2-0. Tiếp tục set 2 các bạn. Này set 2 nha. Tự vừa đọc bóng tốt. Đếm cho mới 1-2 các bạn. Tiến vừa phát bóng mang điểm trực tiếp cho Tem cho mới. Đếm 2-2. Để mình giới thiệu sơ lược lại cho các bạn biết hướng nha. Tem chào mấy, chấp 5, Tem Đồng Tháp. Chúng mình hình ống kính của bóng chuyền độ miền Nam. Bên đây là Tem Đồng Tháp gồm có Khang, Phú Quốc, Trầm, Thái, Trung, Ngọc. Tem chào mấy gồm có Tín Mụng, Bảo, Hí, Tự, Tiến. Một pha xử lý tốt của Trung Hoàng. Điểm cho Đồng Tháp 3-2. Một pha phát bóng không qua lưới của Trầm. Điểm 3-3. Một pha xử lý cổ tay quá tốt của Tiến vậy. Điểm cho chơi mới 4-3. Một pha đập bóng quá tốt và quá quy lực của Trung các bạn. Điểm 4-4. Một pha ăn bách 2 của anh Trầm các bạn ơi. Quá tốt. Điểm 5-4. Một pha đập bóng chạm tay trắng cô tự. Điểm cho hai đội 5-5. Một pha xử lý quá tốt của Trung các bạn ơi. Thực sự giờ này Trung đang lên nha các bạn. Không thể trắng nổi cô Trung nha bạn. Điểm 6-5. Không có lưới các bạn. Một pha trắng bóng tốt của Khang các bạn. Nhưng Tem cho mới bắt lưới Khang không có lưới các bạn. Điểm 7-5.
Thực sự không hiểu điều gì đang xảy ra với tem chợ mới các bạn ơi. Bán có gì đâu mà tự. Điểm 8 năm, hai đội đổi bên các bạn. Bên đây là tem chợ mới các bạn. Chợ mới gồm có Tiến, Tín Mụng, Tự, Bảo Hiến. Đồng Tháp gồm có Trung, Ngọc, Thái, Khang, Phú Quốc, Trầm. Chợ mới 4.5 ngàn. Điểm cho chợ mới 68. Một pha xử lý ăn bách một của Khang Phú Quốc nha các bạn. Điểm 96. Một pha chạm lưới của Tiến chợ mới. Điểm cho Đồng Tháp 06. Một pha đập bóng trên tay trắng của Tự đã ghi điểm cho chợ mới các bạn. Điểm 70. Một pha xử lý bóng trên lưới không tốt của Khang Phú Quốc. Điểm 86. 80. Xin lỗi nha các bạn ạ. Một pha đập bóng tốt của Khang Phú Quốc. Điểm cho Đồng Tháp 18. Một pha đá bóng chạm tay trắng của Tự. Điểm cho Đồng Tháp chờ mới 91. Một pha truyền bát hai lố đã ghi điểm cho chợ mới các bạn. Điểm 01. Một sao pha xử lý tốt của Khang các bạn. Khang bảo lô tốt nha. Đã ghi điểm cho Đồng Tháp các bạn. Điểm 2-0. Một pha đá bóng lọt kẻ trắng của Khang Phú Quốc. Hai đội đánh quá hấp dẫn các bạn ơi, quá hay. Đếm cho Đồng Tháp 3-0. Bóng ngoài.
Pha bóng vừa rồi là chạm tay Khang Phú Quốc các bạn ơi. Điểm 1-3. Một pha xử lý không hiểu ý của team Chợ Mới các bạn ơi. Điểm 4-1. Nếu không có điều gì xảy ra thì tôi sẽ đưa team Chợ Mới ra biển Đông các bạn. Có điều gì xảy ra hay không? Tiến vừa được người là người đập bóng tốt mà ơi. Điểm 2-4. Chung là người kết thúc trận đấu các bạn. Team Chợ Mới đã ra biên đồng.